Kim Mai xin chào hết tất cả mọi người. Hôm nay mình xào mấy con cua. Đây là bột năng. Năng mình thấm bột vô. Mình thấm bột. Xong rồi mình xào thấm bột bột năng nha. Bột năng. Chiên dầu, chiên chảo dầu. Chiên mệt chưa? Xong mình chiên, bỏ bột đây. Miếng có miếng xào chung với cua. Rồi ở đây có mình có hành, hành gừng, củ hành xào chung với cua. Rồi đây mình có miếng tương, mình có oyster sauce. Rồi với oyster sauce món của mình đó, xào chung với mấy cái này, mấy cái cua. Mình chiên cua, chiên cua cho nó dặn. Wow, mình để cái này. Tương nữa, quay với bún tàu,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nha, để mình làm cái này. Bỏ vô hả? Ừ, để mình bỏ vô lại chút. Để mình vô. Con này thấy hấp dẫn hay con này hả? Này nó ngọt. Nói rằng là bảo đảm ngon luôn cả nhà. Mình dễ nhăn gọn là dễ nó nhăn cả nhà. Mình đổ vô cho nó cái giặt cua đổ nó thấm vô cái bún tàu nó mới có được thơm cái bún tàu. Giặt cua trước xong rồi bỏ bún tàu vào. Cả nhà thấy hay, thú vị thì cả nhà hãy cho mình cái like, cái subscribe, cho Mai cái động lực để làm tiếp có video ra đều đều cho nó vui nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của nhà mình. Hẹn gặp lại video kỳ sau. Hẹn gặp lại cả nhà video kỳ sau. Cảm ơn nhiều. Kim Mai xin cảm ơn. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Đó, buổi tối của nhà mình là đơn giản, là nhanh gọn lẹ nha cả nhà. Nhà nhớ cho mình cái like, subscribe. Bye bye. Bye.